Toàn thành phố có 28 doanh nghiệp hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho trên 480 lao động, trong đó có 6 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm. Hội cũng có 780 hội viên làm kinh doanh dịch vụ, 43 trang trại gia trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn, trong đó 10 trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Làm kinh tế giỏi, các hội viên cựu chiến binh cũng luôn quan tâm giúp nhau giảm nghèo, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn. Hiện nguồn quỹ hội của các chi hội cơ sở giúp nhau phát triển kinh tế với số dư là 2 tỷ 528 triệu đồng.